của thầy cô. Thời gian em thì lâu, thì có thể là tất cả những điều như đây thành mãi mãi. Thưa thầy cô và các bạn, có thể nói trường trung học phổ thông Tiên Yên mang tất cả niềm tự hào, niềm vui, niềm thương, niềm nhớ và cả niềm biết ơn của em cũng như toàn thể học sinh khối 12 ngày hôm nay, là một phần đẹp nhất của cái tuổi đẹp nhất, là một nơi em muốn giữ trọn vẹn như một ký ức đẹp. Vậy mà thật sự buồn khi trong những tháng cuối cấp chúng em phải đón nhận tin nơi ấy có thể sẽ phải sáp nhập vào trường trung học phổ thông Nguyễn Trãi, chuyển từ hệ công lập của một ngôi trường em từng tự hào khi đặt chân tới sang hệ dân lập tại ngôi trường của một chủ doanh nghiệp, có thể đánh mất đi những gì đã gắn với cái tên trung học phổ thông Tiên Yên, truyền thống bề dày thành tích, những nỗ lực học tập của bao lớp thầy trò, những cố gắng và phát triển không ngừng của trường trong suốt 50 năm qua bằng một cái tên hoàn toàn xa lạ. Và em tự hỏi, nếu điều đó thành hiện thực thì mai đây chúng em phải tìm về nơi đâu để có thể được ngồi lại bàn ghế cũ lớp học xưa, và có còn hay không những lễ kỷ niệm thành lập trường như cái không khí mà chúng em từng được thấy vào lễ kỷ niệm 50 năm vừa rồi, tấp nập với bao lớp cựu học sinh trở về trang nghiêm nhưng cũng đầy ắp cảm xúc. Đây thực sự là một sự thay đổi, không chỉ là cái tên, và điều đó là không thể xảy ra. Chúng em dù sau hôm nay có rời xa mái trường này thì chắc chắn vẫn sẽ luôn dõi theo và cùng các thầy cô, các em học sinh bảo vệ và giữ lấy mái trường thân yêu này. Cuối cùng, các bạn nhất học sinh của mình hoa yêu quý, chúng ta sẽ cùng nhìn lại những khuôn mặt đã gắn bó và cùng học cùng chơi các ba năm cấp ba. Có những người bạn đã trở thành sức khỏe, có một người trở thành sức khỏe, có cái ôm thiết thật. Dù việc học sẽ phải cuốn tay đi, thế nhưng mỗi lúc nhìn bạn vẫn phải thật lòng để những nụ cười, những người nhỏ thân của đời bạn. Tôi thật sự cảm ơn những người từng gọt nước mắt cảm ơn lại lòng cô vô ấy, và tôi sẽ nhớ tất cả. Hôm qua sẽ trở thành quá khứ, chỉ xin giữ lại trong tim những hình ảnh đáng yêu nhất, hồn nhiên nhất của tuổi học trò, để ta lại vững tâm bước tiếp vào tương lai. Cuối cùng, một lần nữa, em xin gửi lời tri ân và lời chúc đến tất cả các thầy cô vì những đêm miệt mài lên trang giáo án, những giờ lên lớp thật hăng say. Chúc cho ngôi trường trung học phổ thông Tiên Yên thân yêu 70 năm, 100 năm và nhiều năm nữa sẽ tiếp tục dìu dắt lớp lớp học trò đến với tri thức và thành công, sẽ ghi thêm thật nhiều thành tích xuất sắc vào trang sử vẻ vang của nhà trường. Xin cảm ơn và chúc sức khỏe tất cả các bậc phụ huynh đã lớn hết lòng quan tâm nuôi dưỡng để chúng con có được ngày hôm nay, và xin chúc các bạn sẽ đạt kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới, thực hiện được những ước mơ của mình và thành công trên con đường các bạn đã chọn. Xin cảm ơn ạ.